Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức buổi họp báo về lễ trao giải cuộc thi báo chí về nông thôn mới năm 2018 và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN. Trong 39 tác phẩm về nông thôn mới năm 2018 được đánh giá cao nhất, một tác phẩm truyền hình của kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16 đã vinh dự đạt giải B của cuộc thi rất ý nghĩa này. Năm 2018 là năm thứ hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Ban tổ chức đã nhận được gần 450 tác phẩm dự thi, tăng gấp đôi so với năm 2017. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh đa dạng phong phú về phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, không chỉ phản ánh mà còn phân tích, chỉ ra nguyên nhân của thành công, nêu gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương khác học hỏi. Kết quả, đã có 39 tác phẩm được công nhận đoạt giải, gồm 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 17 giải khuyến khích. Với tác phẩm Những giọt nước mắt, nơi làng quê thời kỳ bão giá lợn, kênh Nông nghiệp Nông thôn Nông dân VTC16 đã đạt giải B trong cuộc thi lần này.